dù bà năm nay lúa nhìn thấy hết hàm anh em ơi không gầy cũng khá lâu mình không có đi cuộn nguyên khu này cũng như cháy hết luôn cháy bị lá vi khuẩn rồi xong vàng lá chín sớm nhìn lá thì chín bông thì còn xanh nhưng mấy chỗ này là thất hoàn toàn nha các bạn miếng lúa mình bên đã miếng lúa mình còn xanh chưa cháy lá Đây, cái miếng quay 18 này các bạn. cháy hết luôn. Cháy thì khả năng năng suất rất thấp. Nhưng mà đỏ đuôi cháy thì vẫn có năng suất. Còn như vậy thì cái miếng quay 18 phía trong đó các bạn các bạn, cái miếng đó thất. Miếng đó hình như của anh, anh, đậm anh thuê vậy Rồi, nơi các bạn như thế nào vậy? Khu mình trái lá quá các bạn ơi, trung thành cả đó, Cần Thơ